Sáng ngày 1 tháng 11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết luận số 71 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng. Thông tin về tình hình thời sự thế giới và trong nước trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả về phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh của Việt Nam, của tỉnh Quảng Bình và huyện Tuyên Hóa trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024. Về nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đinh Xuân Thương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đề nghị đội ngũ báo cáo viên sau hội nghị chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền các nội dung đã nêu, bảo đảm thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, chú trọng tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền miệng và các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn. Cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, nhất là trên báo chí và các trang mạng xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, định hướng việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên báo chí, internet, mạng xã hội, phối hợp nắm, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. Tuyên truyền các hoạt động trong kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về Thiếu tướng Hoàng Sâm, người cộng sản trung kiên, nhà chỉ huy quân sự tài tình, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 150 năm thành lập huyện Tuyên Hóa.